เพื่อนจุ๋ยดิจุ๋ยดิว่านะจุ๋ยดิจุ๋ยไปวันนี้มันหล่นเลยดิน้าเข้าจุ๋ยดิหดแล้วเงี้ยเพื่อนหนูนั่งไปเดืองก็ต้องเลยจ้าแกต้องไปง่านอยู่แล้วดึกกว่าเดียวแกงไก่ง่านนะบุ้นไปอีกนี่นะโยเตียนเนี่ยkhông mà nàng nữa bán cho cái áo lâu xanh nữa mà hết mùa rồi mùa đông đến mùa điên là mùa này bán nó mới đắt hai mùa đông của áo gì hai đi ôi trời ơi gặp được idol yêu quá thôi đi bà ạ mẹ thật à nào từ lúc đâu lại này đi cái gì đấy đi nhà ơi đi nhờ nữa đấy người ta còn phải đi bộ về đây này đi nhờ rồi có chở về không bây giờ đầm bún nó gọi là chở cà phê đấy ừ thì bọn ta là cà phê à dễ như cà phê ừ chắc chắn là gần đây đúng không viết kịch bản để sáng mai bắt đầu chửi live stream đúng không nhà Trần Thế Hưng đi sơ đi gác rồi đi chào mày ai đảo ai